Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái mô đồ nhé. Và thư mục mô đồ đâu nhỉ? Mô đồ, new mô đồ, Ctrl S. Chúng ta gọi là gì? .php. PHP top. Chúng ta không extend cái gì hết nhé. Chúng ta cũng có thể để một cái biến, chúng ta cũng có thể để method function test ấy. Đơn giản là nó return một cái gì đó, module test nhá. Và bây giờ chúng ta muốn load model thì chúng ta làm như thế nào? Muốn load model thì chúng ta vào cái controller, phải cái app này nhá. Chúng ta làm một cái function, chúng ta biết là model. Trong cái model thì chúng ta làm gì? Chúng ta làm gì? Tất nhiên là chúng ta lấy vào một cái tham số, đúng không? Đô la. Giờ để test thì chúng ta chỉ đơn giản như cô thôi. Cái MD. Và ở trong control chẳng hạn, trong control home mà chúng ta muốn sử dụng model chẳng hạn, ở trong function index chẳng hạn nhé, thay vì chúng ta echo cái này, chúng ta có thể load model bằng cách là chúng ta gì thì dollar this cái model được không? Và chúng ta load vào một cái và bởi vì chúng ta chạy cái method model user thì chúng ta nhìn thấy ở đây cho nó không có method user, nhưng mà chúng ta có ở trong cái controller nó là cái này là extend controller thì nó có cái method model, và như vậy nó sẽ chạy cái model ở trong core này và nó sẽ echo ra chữ user, đúng không? Và nếu mà chúng ta chạy nhé, chúng ta chạy thì chúng ta sẽ làm để chạy nó thì chúng ta sẽ gõ là home, và chúng ta chạy index thì chúng ta không cần phải gõ gì cả, chúng ta enter thôi. Và chúng ta thấy là nó in ra màn hình chữ user. Vì sao nó in ra chữ user? Bởi vì là gì? Nó chạy cái function controller home này thì nó sẽ chạy function index, và chạy function index thì nó sẽ gọi đến cái this model. Thì cái this model này ở đây nó không có một cái phương thức model, nhưng mà nó extend từ cái controller ở trong core thì nó sẽ chạy cái controller này và chạy cái method này, và nó truyền tham số ở đây là model đây, và nó đi in ra chữ user. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ không echo ra mà chúng ta sẽ include nhé. Chính ra thì chúng ta sẽ phải require, nhưng mà rồi chúng ta phải test xem là có sự tồn tại hay không, nhưng mà chúng ta đã tạm thời bỏ qua những cái thứ đó nhé. Require once cái file này là nó ở trong thư mục chấm chấm up, đúng không? Chéo, và chúng ta làm ở trong mô đó, đúng không ạ? Và chúng ta chấm chấm gì đó nhé, chấm 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 cái gì, chấm cái chấm đây là PHP nữa này, chấm PHP, và chúng ta chấm ở đây là $MD, đúng không? MD, đúng không ạ? Và chúng ta return gì, return cái new model. Chúng ta đã tạo được cái new MD rồi, thì lúc đấy thì ở trong home controller này nó có thể sử dụng cái đúng không? Đây là bằng cái model bằng user thì nó sẽ trả về chẳng đô la x chẳng hạn, nó sẽ là một cái object rồi, đúng không? Đây chính là cái object này của cái của cái class mà chúng ta gọi là class user, và trong class user thì nó có cái phương thức test, và như vậy ở trong home này nó có thể được là x và nó trở đến test, đúng không?
Mà khi nó cho đến test nó thì thằng này nó chúng ta thử xem user nó gì, nó có thể return này, return và chúng ta có thể echo cái chỗ này. Nếu mà nó ra chữ gì, chữ model test thì tất cả mọi việc là rất là ok, đúng không nào? Và bây giờ chúng ta chạy lại pha model test, như vậy là chúng ta đã biết load một cái model như thế nào, và cái tiếp theo chúng ta sẽ làm với cái load view. Ok, và như vậy là chúng ta thấy là cái công việc mà xây dựng cái framework MVC framework của mình đã sắp hoàn thành rồi. Chúng ta sẽ sắp sửa xây dựng xong một cái framework PHP framework mà nổi tiếng nhất thế giới rồi, đúng không? Và bây giờ chỉ còn việc là chúng ta phải làm thế nào để xử lý với các cái view. Thì đầu tiên chúng ta phải vào cái controller ở trong core này nhé, nó có cái controller, và chúng ta làm với một cái mô function chúng ta để load view. Thì chúng ta viết là khoảng ở trong này chúng ta viết là view, thì chúng ta đưa vào hai biến, một biến là view view và một biến là data. Data là cái dữ liệu mình sẽ truyền vào trong view, đúng không? Mình có thể viết nó bằng null trước đây hoặc là cái gì đấy. Ở trong này thì chúng ta làm gì, thì chúng ta đơn giản là require thôi. Để bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài, chúng ta sẽ chạy đây, chúng ta vào một thư mục view, một thư mục home, chúng ta làm new file nhé, cùng tuần s tst.php là một cái view test, và trong này tôi công chuẩn ship BS3, tôi cho cái bút xếp vào xem nó có chạy không nhé. HTML5 đúng không, công chuẩn S, và tôi nhét một cái gì đó của bút xếp vào đây cho chúng ta biết là chúng ta có cái bút xếp vào công chuẩn ship BS3 bắt từng danger fan cộng tuần s. Và bây giờ chúng ta làm sao lót được cái view này nhé, lót được view này thì chúng ta phải vào cái home controller mà chúng ta gọi đến method view, đúng không? Chúng ta khóa cái lệnh này lại, chúng ta không nghe câu, có thể chúng ta lót model nhưng mà chúng ta lót view luôn, là chúng ta this cho đến view, bởi vì chúng ta không nhìn thấy view nhưng mà ở trong cái controller này nó có view này, chúng ta không có nhìn thấy method view ở đây nhưng mà trong controller nó có view. Và chúng ta truyền vào cái tham số là cái gì nhỉ, thì chúng ta load và chúng ta là home, đúng không? Home là cái thư mục home này này, ở trong đấy có tst đúng không, tst và chấm phẩy, và chúng ta muốn load cái view này đúng không, thì gì nhỉ, thì chúng ta phải vào thêm một controller và chúng ta phải dùng cái gọi là require, đúng không? Cái file của mình là đã đó là view, thì và phải chấm copy cái này này và chúng ta hãy làm lại vào đây này, control v, và thay vì ở đây là chúng ta là view. Thế tôi nghĩ là nó bắt đầu nó load, bây giờ chúng ta xem cái home nhé, nó có load được không nhé. Nó load view home tst và nó phải load một cái data hoặc là nó chưa load data gì cũng được. Bây giờ chúng ta thử chạy và nó cho đến cái controller, và controller thì nó có cái method này, method view, và nó lấy cái view và nó ném cái data không có cũng không làm sao cả, đúng không? Và chúng ta thử chạy xem là nó làm việc có chuẩn không nhé. View này thì nó có view và ở đây nó có home index rồi, home tst, thì bây giờ chúng ta thử chạy xem nhé. Ok nào, ở ngoài trình duyệt ta thử này, phang phang quá wow. Các bạn nhìn thấy không, đây này, nó có cả bootstrap là các bạn thấy rất là ngon lành cành đào. Mà chúng ta load một cái mô hình MVC nhẹ nhất trên thế giới, đúng không?
và tuyệt vời nhất trên thế giới. Ok, giờ thử nhé, cho data vào, cho biết đâu ra data, data và cho cái key x chẳng hạn, tên chẳng hạn, bằng something, ví dụ là ví đúng không? Add, và chúng ta chuyển vào cho thằng view với cái đó là data này. Thì sao nhỉ? Thì chúng ta xem ở controller thì nó sẽ ném data vào đây thôi. Và nếu mà ở ngoài view này chúng ta muốn sử dụng data thì có dùng được không? Biến data ở đây nó có rồi. Và chúng ta vào view này, chúng ta thì thay vì hello world thì chúng ta hello gì? PHP tab echo data, và trong này là có tên, đại khái là như vậy nhỉ. Và bây giờ chúng ta chạy lại trong trình duyệt. Ok, hello Huy. Tất nhiên chúng ta hãy làm cái chữ Huy này nó cái chữ hoa đi, chữ chữ thường thì quá vớ vẩn đúng không? Thì để làm thế thì chúng ta lại vào cái home này, chúng ta truyền cho cái data của nó lịch sự chút, và chúng ta để là week, và chúng ta refresh, và chúng ta truyền data hello, và đây có button bootstrap đàng hoàng. Và nếu các bạn lằng ngoằng một tí, các bạn có thể cho menu của Bootstrap, cho table và cho everything của Bootstrap. Và như vậy chúng ta đã, tôi nghĩ là với cái video này tôi đã kết thúc cái bài về làm mô hình, làm một cái mô hình, tức là làm cái PHP framework theo mô hình MVC. Và nếu mà chúng ta chịu khó code một lúc thì chúng ta sẽ vứt vứt bỏ cả Laravel, hay là chúng ta vứt bỏ cả Coordinator, và chúng ta sẽ làm một thứ tuyệt vời hơn tất cả những cái thứ đó. Ok.